Ngày 7 tháng 7, các phương tiện truyền thông đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chấp nhận từ chức trong bối cảnh hàng chục thành viên chính phủ của ông rút khỏi nhiệm sở để phản đối nhà lãnh đạo này. Thủ tướng Johnson đã chấp nhận từ chức một ngày sau phiên chất vấn hàng tuần tại Hạ viện Anh, nơi nhà lãnh đạo Anh hứng chịu cơn bão chỉ trích của các nhà lập pháp, trong đó có cả các thành viên đảng bảo thủ cầm quyền của ông. Theo mạng tin The Guardian và hãng tin Reuters, ông Johnson đã đồng ý rút khỏi cương vị lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền, đồng nghĩa với việc ông từ chức Thủ tướng Anh. Sau khi từ chức, ông Boris Johnson sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng tạm quyền tới khi đảng bảo thủ bầu được nhà lãnh đạo mới vào mùa thu này.